lột da tôi, nó lột da tôi, cái ba con ngốc luôn đó con. Rồi, chào mừng tới với cái kênh của Vitamin Phong. Một cái kênh ta nói nó rất là siêu thực trong mọi hoạt động. Nghĩa là nó có thể có, cũng có thể không trong cuộc sống này. Bữa nay là lại thêm một cái mặt nạ quái lạ hơn cái mặt nạ của clip trước luôn. Cái này là gel Alea nha, có thể mua ở bất cứ siêu thị nào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái son. Cứ lấy son như bình thường. Lưu ý là làm cái này nguy cơ là phải chấp nhận hư luôn cái son này đó. Rồi đây nha, son và gel. Quẩy lên nó sẽ hòa tan vô được hết trơn à. Tôi quẩy mấy cái này riết tôi rành lắm. Ồ wow, nhìn đẹp hay nó cứ như là kẹo mạch nha vậy đó. Nhưng mà tới đây vẫn chưa xong đâu. Cuộc sống sắc màu không để nào thiếu những thứ lấp lánh được. Cái này là nhũ mắt dạng nước á mà. Nhũ này là nhũ kim tuyến lấp lánh nha bà, chứ không phải nhũ ở trên mình của mình. Nhũ ở trên mình của mình là nhũ khác, nhũ kia nó không có lấp lánh được. Vẫn là cái hỗn hợp hồi nãy chúng ta sẽ trộn cái nhũ này vô. Trộn vô. Nếu mà trộn xong rồi mà nó vẫn không đủ lấp lánh thì mình trộn thêm, trời đất ơi. Không nên quậy mà sợ hư hao đồ. Sợ như vậy thì làm sao mà quậy được. Nhưng mà tôi quậy cái này là làm cho coi thôi nha. Thí dụ có của mình nó thì quậy, còn của cha của mẹ thì thôi đừng lấy ra làm bị đòn đó. Rồi hỗn hợp đã hoàn thành, chúng ta sẽ bắt đầu tráp mặt nạ. Tập trung nhắm mắt là một lần cho coi, không có lần thứ hai nha. Ủa sao nó không được lấp lánh cho lắm nhờ? À không, dưới này nó cũng lấp lánh nè. Tôi cảm thấy đắp như vậy nó còn nhu mì quá, tôi sẽ chế lên. Lấp lánh chưa, mặt nạ này là mặt nạ Alea. Nè Alea nó ghi nè. Phải vàng đều vàng mỏng ra, một lát nó sẽ khô lại. Cho coi kỹ cái chất này nó rất là kim tuyến nha má. Kim tuyến lắm luôn, tại lên trên mặt nó mỏng ra nó bớt kim tuyến mà. Gọi thông ngồi chờ cho khô quét queo lại. Đây sau chừng 25-30 phút ngồi máy quạt máy lạnh, nó đã khô lại rồi nè. Rồi giây phút chờ mong lột ra để kiếm cái mối lột coi. Cái gì đâu mà khó kiếm dữ rồi ba. Đây nè. Nó xuất phát nguyên một mảng, một về một ề luôn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Nó lột da tôi, cái ba con ngốc luôn đó con. Không má, giỡn cho vui thôi chứ không có đau gì chứ, lột cũng khỏe bình thường. Đây một mảng rất là to toàn kim tuyến, thấy lấp lánh không? Lấp lánh ánh kim cương trong sáng như làn da của bạn sau khi đắp mắt nạ. Mắt nạ, anh ê. Thôi xàm quá, gỡ tiếp nè. Còn một bên này thì nó cũng tương tự thôi ha. Cái này gọi luôn là đúng, nó là mặt nạ lột nhẹ nha đam. Mà tại vì tôi trộn mấy cái nãy cho thanh thấy đỏ đỏ gì đó, chứ cái màu bình thường của nó sẽ là màu xanh lá như cái gel ban đầu nha. Ê, cái chỗ này nó chưa khô. Không, cũng khô rồi á, nhưng mà nó không có khô bằng mấy cái nãy cho nên nó không đi nguyên mảng được. Rồi đó, lột Alea mặt nạ kỳ lạ xong rồi đó. Là cái này là mình lột coi chơi cho vui thôi, chứ không có khuyến khích là làm cái này để dưỡng da nha. Thậm chí là cái Alea này lúc bình thường là mình cũng không nên lột nhiều. Quên, có mấy má nào mà thích lột lông mang lông tơ gì đó, thì cái này may ra nó có thể lột được. Được. Mỗi lần lột xong công nhận cái da nó sạch mà nó rát nha má, nó rát dữ lắm luôn á má. Tôi đi dưỡng da gấp nè. Ai thích coi mấy cái mà siêu thực tương tự đó thì bấm follow đi. Bấm follow subscribe đồ đó. Rồi thông báo là nhau vô coi liền.